Ủa đúng rồi. Tao nói tao tự tới giờ tao không nói gì nữa. Đi mẹ đi cho tôi khỏe chút. Mày với bả đi chứ đi, đi xe bả. Cho tao khỏe. Tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Thì hôm nay Tiến có đi ngang một chồng hai vợ thì ở đây thôi quay chia sẻ cho cô chú anh chị em xem nha. Chào cô nha. Tắm nào tắm. Ở đây có mẹ vợ của anh Hùng nè, anh Dũng nè. Cô ngồi trò chuyện với tụi con xíu cô. Rồi thấy đây có anh Dũng, anh đang làm gì với xong nè, đang chà rửa gì đây không biết. Làm gì anh Dũng? Đi rửa xuồng hả? Rồi bà kia có gì không? Mệt mỏi lắm mày ơi. Như là khó khăn đấy ha. Ngắm đi đi ha. Đi đi ha. Mình hết cần. Mình hết cần rồi ha. Hết cần rồi. Ngán rồi phải không? Ngán chưa? Ngán rồi ha. Sáng giờ anh làm gì? Rửa xuồng nè. Rửa xuồng đây hả? Rửa sạch sẽ không? Chút có đầy ruộng không? Sống đó còn chảy chà. Rửa xuồng đó mọi người. Rửa cho đựng đóng rong á. Cái này anh có làm gì không? Mưa gió đâu rồi đi làm. Đợi sáng trăng chứ đợi tới đi đâu? Anh đi làm gì mà đợi trời tối? Bữa ếch ha. Bữa ếch là trời tối mới bắt được hả? Rồi cái này thì không làm gì hết. Không. Có ếch trời tối mới bắt được. Mày đi đâu đi mẹ, đi ngồi đó hoài. Nói chuyện hoài. Đi đâu đi đi. Đi du lịch đi đi. Đi lẹ mẹ đi. Chị đưa ra. Đi mẹ đi cho tôi khỏe lên. Ngồi đó hoài. Như đủ luôn ha. Bữa nay định ở đóng là rửa sàn cúng nè. Ở đâu? Hả? Ở đâu? Đình nào? Đình nào đó mày. Vĩnh đình Vĩnh Hằng ha. Vĩnh Hằng đây. Vĩnh Hằng. Mấy đập rác rồi, bữa ngày mai mốt qua tới nữa. Mà dẫn đưa cẩm rồi nó quay không? Nó làm đồng tháp không? Chứ Cần Thơ rồi lên. Là đúng bây giờ là hết cần này ha. Hết cần rồi. Hết hàng sự nghiệp rồi. Hết hàng sự nghiệp ha. Hết hàng sự nghiệp luôn. Giận mình bóng ha. Lúc hai bà vợ giận mình bóng một trận vậy mới được hả anh Dũng? Giờ bà lớn còn không Dũng? Anh Dũng bà lớn còn không? Còn ha. Vậy là được rồi. Cho bà nhỏ đi à. Tiễn gì tiễn dòng ha. Tiễn dòng đi. Tiễn dòng cho bớt đau khổ ha. Bây giờ cũng khổ anh Dũng. Ta chữ quá trời chữ rồi thôi. Rồi, để ha. Ta ủa má lên mạng ta chữ ông chồng đi. Kệ xuống quay tôi đâu tao quay không? Dạ. Không biết mà. Nó đòi quay tôi đâu tao quay. Thôi đừng có quay nữa. Ông má nó chữ ông chồng. Tại mệt mỏi lắm mà. Đi giặt đồ nào cái gì vậy? Chịu mấy vậy? Chịu hết. Rồi giặt đồ cho anh ta hả anh Dũng? Giặt đồ cho anh ta. Rồi tối đi bắt ớt không? Mưa gió đâu đi bắt. Vậy trời sáng trăng như là bằng ngày luôn bắt gì? Thực ra này trời sáng lắm hả? Trời sáng trăng nào cũng định nè. Vậy là trời tối mới bắt được ớt.
Vậy là anh có cái nghề đi bắt ếch chứ đâu có nghề gì nữa hả? Nói rồi không, ta không kêu lấy gì đi. À. Đi thành phố, đi xe tải nữa. À. Đi xe tải nữa. Đó. À. Sao mà không đi nữa? Tại ta không kêu lấy gì đi. Chưa hả? Ta chưa có hàng quá đi đâu. À. Đi đi. Đi mẹ đi, xách xe lên lộ đi đi. Đủ luôn rồi. Đủ luôn rồi. Đi mẹ đi, con mệt mỏi bà quá. Chị là sao? Chị hỏi nó, hỏi đi nào. Chị già luôn. Đau quá chứ anh Dũng. Đi mẹ đi. Tao nói tao tự tới giờ tao có gì nữa. Đi mẹ đi cho tôi khỏe chút. Mày với bả đi chứ đi, đi xe bả. Nghe tao vậy. Ủa nào để cho tao. Tao chết rồi, tao không đi đó. Tao không đi thôi. Ờ không đi thôi. Không cho tao. Mày bà đi đi. Đi chết một đi. Bà vợ, bà vợ mày chửi mày không chết. Còn tao mày giờ mày tao có nói gì đâu mày nhìn mày quặng tao. Thì tôi nói bà với sao đi chết đi. Từ bây giờ tao bà vợ nào chửi. Bây giờ tôi có chửi thằng Dũng không? Nước rồi đó. Bà hỏi con, bà hỏi con nào coi tôi có chửi thằng Dũng không? Thôi bà tôi ra, bà đi đâu đi, mẹ cho tôi khỏe thôi. Tôi mệt lắm rồi. Thôi mày xuống cắt cây tải đi. Bà đi đâu cho tôi khỏe chút, quá trời kìa. Ở đây ta cũng ngủ má, ta nói này nọ, tôi mệt lắm rồi. Bây giờ mày hỏi ở đây nếu có người nào nói gì của tao đó, thì mày chửi cha tao. Mày kêu biết người nào nói tao đó. Không có nói đâu. Vậy định chúng ta sống mẹ thì con chịu. Coi tôi chết rồi bỏ với ai. Thả với nghe thả không được hả? Thôi đi mấy chú ra lại lại em đi. Chúc ta. Tôi chết rồi bà rồi bà đậu đâu? Thì tao đậu đây. Mắc mái gì tao mày chửi tao ngoài hả? Thôi đi cô ơi. Thôi đi nhờ nhịn tiếng đi cô ơi. Đâu có gì đâu. Tôi chịu, tôi rồi bán đồ tôi trả cho bà. Bà khỏi nói. Rồi á, tôi nói là trời ơi, bà nói cho ông Dũng 20 ngàn, tôi nói thì bà cho qua cho lại. Thì bà vậy vậy vậy, bà nói bao mà. Nó không tiền, mà nhà ở đây nè, tôi mới nói á. Dũng ơi. Dũng. Vậy chứ tao có tiền đâu. Để tôi chơi chút nữa, tôi bán đồ tôi trả lại cho bà. Tao cũng kêu trả gì. Không có lấy đâu. Mẹ cho con rồi mà lấy gì mà nó nói chuyện ngộ. Trả lại cho bà 20 ra. Thôi. Trả gì tao không lấy chứ. Quần nước tùm lum hết rồi, còn quần nhỏ ra. Tao đâu phải kể mà nói. Quần tao bỏ đâu dưới rồi, lấy giùm ơi sang. Kè bỏ dưới gầm ra. Nó 20 ngàn, bà nói tôi á, Dũng cho tôi cả triệu bạc, bây giờ đó là bà cho lại. Thì tôi nói cho qua cho lại, thằng này nó cũng nói cho vậy. Bà thử xem nó có không? Thôi má ơi má. Sao tôi hỏi xem nó có không? Sao tôi hỏi sang giờ, từ đến giờ nó không trả lời. Nó không có trả lời. Mày cầm, mày cầm tiền mày cho nó tao hồi nào? Có cho bà ăn cơm có. Sáng ngày cái đứng nói chuyện nè. Có vậy. Bữa đó cầm tiền cho mình chăm đó, hồi lên tiền vậy đó. Thì có chăm nó chứ mà mấy chị. 500 chứ, chăm đâu. Bữa đó vô nhà mà cho 500 cái này cho 500 nữa. Làm triệu. Có không, có không? Như là anh Dũng cho bà vợ ha. Ừ, mà tôi nói cho qua cho lại, tôi quả không chịu. Bà nói con quệ giấu cho, vậy rồi dùng chữ bà. Tôi nói không. Vậy nè, tôi nói không á, ý tôi nói thì cho qua cho lại. Thì có thư bà có tiền á. Không kể không, bà đừng kể. Tôi kể vậy. Nó lên nữa, lên đồng rồi đó. Đi thôi, đi sớm đi. Rồi á, bà nói bà cằn nhằn, bà nói bà cho ông Dũng với tôi nói vậy nè, thì giận quệ nó cho bà, bà cho bà lại. Bà nói này, nói kia rồi ta hoài, thôi đi đi. Đi cho tôi khỏe, trời ơi trời. Thằng cha tao nói Dũng cha. Trả cho bà 20 ngàn. Thôi thôi, trả cho tao không lấy cho thằng xé. Thằng không? Gáo vô đi.
tao không đi đâu. Cha mày lo xe mày đi đi, tao có đi đâu, tao mày nói mày lấy xe cha mày đi. Ừ, ông nhiều tao có, tao cứ ra chỗ tao về ra rồi. Thằng ấy nó cho con rồi, mày lấy gì trời? Mày cũng cho 20 ngàn ha. Sáng giờ tao có xin ở đâu? Mà thấy con nó nằm hoài, nó không đi. Rồi tôi mới thấy vậy, tôi thấy con sai con nó. Nên cho cha mày 20 ngàn, nó xuống bơi đi, sao nó nằm hoài á. Là cô sợ thằng ghế nằm hoài ha. Ờ, sợ nó nằm mà nó không có tiền á. Buồn ha. Dũng nó không có tiền. Tôi giọt miệng, tôi nói anh Huệ, nó cho qua cho lại. À, coi nè. Thôi bà đi đi, bà chờ ra, bà đi giùm tôi đi. Ở đây ta chửi tôi nữa. Bữa nay qua mà không biết chuyện gì luôn. Chuyện gì tới rồi, tới này tới công chuyện luôn rồi. Tới công chuyện rồi đó. Chuyện gì anh Dũng? Ai biết đâu. Mấy bà nội này khui ra không à. Khui đủ thứ chuyện đi. Thôi bắt đầu á, về ngày, chữ tao mà chữ đụng má đâu không mày coi. Ngờ chữ ta chứ chữ tao không. Thôi đi cô ơi. Thôi thôi, không dám chữ bà đâu, bà đi. Ngờ nhịn tiếng đi. Thôi bà đi đi. Đi định đi đi đi. Tao có không đi luôn, tao ngã, tao ghê chứ tao nấu cơm tao ăn, có hồi nãy giờ tao nói gì sao mà tao lo tiền. Tao lo cho nó quay mà tao lo không được, tao về đây tao chơi. Từ từ kiếm tiền tao đi. Bà ấy nó hỏi chứ mày còn tiền không, tôi nói không, tôi hết tiền rồi. Đầu quá à, có nhà có mấy người mà cũng lu bu quá. Cô ngồi em ngu luôn. Anh Dũng tính đi đình hay vậy? Đâu có. Đâu đi đâu. Hả? Đâu đi đâu, chờ ông Tăng lên tôi dẫn vô cổng cho ông quay. Đi đình ha? Ờ, đình dẫn anh Dũng á. Chờ ông quay ông gì với ông Thơ lên á. À. Cho ông quay đóng. Vui lắm. Dạ. Yeah. Thôi mày đi mẹ giùm tôi đi bà thấy. Gái của anh tôi lại bà, tôi cũng lại nữa. Tao có nói gì bả nè. Mày đừng kiếm chuyện tao hoài nè. Tôi cũng lụ má, tao quải 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 mà quải vụ này quải vụ kia tùm lum đi. Đủ chuyện hả? Đủ thứ chuyện đi. Bả tôi không có ngoài này, bả có hú đậu đây được không? Vậy sao? Ừ, vậy sao? Để ngày mai tao đi qua bên kia tao đậu mà tự có chết nào. Rồi. Rồi. Đậu đi. Tôi quá sợ rồi. Lớp nào ta ngoài ta chửi rồi, lớp nào trong nhà chửi nữa. Chửi tao từ sáng giờ. Ủa, không chửi vậy hả? Ta bình luận trên máy ta chửi vậy chứ. Đi lên Sài Gòn ta cũng chửi. Tôi quá sợ rồi. Cô bác thương là giúp, không thương thôi. Nếu thương thì cảm ơn, không thương thì chửi đi. Cứ gì chửi. Cô bác nào thương này giúp Dũng được thì cảm ơn, giúp không được cũng cảm ơn luôn. Rồi nhân mấy này hết tiếng dân chưa? Đó rồi. Hết tiếng dân chưa? Hết rồi hả? Đậu bển cũng qua đây à, chứ không có đậu xa chứ. Như lễ anh nói là chị đậu bên kia, đậu bên kia cũng như qua này ha. Bả vậy đó. Thử coi tao có qua nhà mày nữa không? Thôi bà nói mày ngàn lần rồi, tỷ lần rồi. Trời ơi, trời, đậu đây ăn của mày nè. Đậu đây ăn của mày nè. Sao chị em mà không vô con Dũng? Trời ơi. Bà đi theo, bà kiếm mấy người kia không kiếm, toàn là kiếm tôi không à. Kìa. Tính đang nói là trời. Chị, tôi ăn tiền của nó. Bởi vậy, bà nói bà không tôi. À, tôi giọng tôi cám không rồi chú ơi, kệ đi. Nói vậy đi, tôi nói ít chú hiểu nhiều rồi. Chị này chị hiểu mấy? Tôi thứ hai mà vậy đó. Tôi chết một cái rồi là ba không đậu đây được không? Cái có chung có chung tuổi ba có chị em ở chung gì nó vui có gì đâu. Trời ơi, sáng bà vợ nó bả cho
Ừ, bả gì không á? Có nhiều quay có nhiều á. Bả thì bà cho nó cho qua cho lại. Nó vậy á, bả vậy cái chữ tôi lấy hỏi này cái. Tôi chữ hồi nào? Tôi chữ hồi nào đó bà nó qua nghe. Thì sao? Tôi không muốn nói nhiều đó thì tình đó bà. Thôi đi bả nói gì bả nói đi. Ừ, bả nói gì bả nói đi. Bà không nói được. Bà dám thề bà đi ra đường bà xe đụng không? Ừ. Tôi đâu có chuyện gì mà thề. Đâu có chuyện gì đâu mà đến đổi thề. Thôi dù gì cũng mà Dũng mày ngay đó mày nghe chị mày nói nha. Cái ông trên nhà là mới đậu đậu. Có mấy chú này tao nhịn tao không nói gì. Thôi đi. Dạ đi làm hả anh Dũng? Đi làm rồi. Má quay lên tới thành phố mà đang biết. Vô sân bay mà đang biết. Thế sao biết? Thằng Van đi đâu chồng? Đi lên nhá, chú kia kìa, đi ở rước chảnh đi chơi. À, bà con vô, không ở cũng ở nước ngoài về đó rồi đi chơi vậy. Ông cứ đi vô rồi lọt vô sân bay, ai biết vậy trời. Biết. Nếu ngoài người Mỹ bệnh về con biết. Biết luôn hả? Câu giờ vợ nhỏ vợ lớn tùm lum hết, bước vô sân bay mà con biết. Trời. Ôi trời nổi tiếng. Trời ơi, ta chữ quá trời chữ rồi. Tới người Mỹ ta còn chữ. Anh luôn ha. Chữ xong chữ, biết cái Việt Nam chứ bộ. Biết tôi quá sợ tưởng đâu quay sao quay nó chữ bị chữ nhiều. Nếu cô bác nào thương tình thì giúp đỡ cảm ơn. Còn nếu không thương tình cũng cảm rất cảm ơn luôn. À, chứ có gì đâu cậy đi, chính người Mỹ mà bình thường anh Dũng ơi. À, bây giờ anh nghĩ mình sống mình bình thường thôi. Bỏ đi giặt đồ ngay như tiền. À, có mấy này con cô à? Này có cô trắng đẹp chứ vậy? Mới bắt ngày hôm kia đó, bắt ở Bình Định đó. Cô trắng bay á, chập giò hồi nào giờ mới thấy cô trắng tại sao rồi, tình hình trong mình con sao rồi thắm cô hay là bồ câu thắm. Bồ câu hả? Bồ câu bồ nội ơi thắm ơi bồ câu ông nội ở đây kêu bồ câu mà thắm cái đầu cô thắm trong mình có sao không bị gục đầu nữa rồi hết cha biết không còn bệnh không đầu được nhức gân hay gì rồi hỏi nó con chú cái gì à hả cái gì à buồn rồi gì nữa rồi đi lộn buồn rồi. Đi mẹ đi cho tôi nó khỏe chút. Ở đây hoài tôi bứng cứ quá trời luôn. Ngày nào cũng chắc cũng cư lộn quá. Thì đó, ngày nào không có. Tao nói lát tao về ghe nha, mày đừng nói nhiều. Dạ dạ gia đình Vĩnh Hành luôn đi bơi nè, nước rất là xui nè. Về chổng sống đi. Giống như là anh Dũng với chị của anh nó không có hợp hay sao? Hợp vậy bả nói bả thương tôi. Không có tôi vậy bả dám đậu tôi cùi. Nó cho bả đậu. Ờ. Thấy giống như là hai người không hợp á sao mà ừ. Mỗi lần ghé đây là gặp bả gì không á, bả lần lần ra các bạn kiếm tôi, lần lần các bả ra kiếm tôi ngàn lần rồi chứ không phải một lần. Trời Dũng ơi, Dũng tha thề tại vì đậu đây á ghe nó không có đá này. Dũng mày nói sao mày bước ra mày á, bà già vợ mày nói như mày chửi tao á. Để ăn cơm chưa anh Dũng? Chưa. Chắc gì không rửa gì nữa. Để chứ không rửa nữa. Ăn cơm cái gì? Chưa phải không? Cá ở đâu hả? Cá mà ở Vàng Lưng á. À Vàng Lưng? Tôi Vàng Dính đâu? Dính cái mây tròn đó. Được con cá chê, con cá rô, con cá đầu kiến. Để về. Sao lạ đời tôi về? Nói gì không? Bữa nhất gan đỡ chưa? Sao không nói tôi chú nghe? Đang nhất gan hay vậy? Bữa ghé thấy nhức gan thấy tội luôn á. Thì sao mua thuốc uống cho nó đi? Mua hoài mà nó không chịu uống, phải nó uống sao? Vậy hả? Ừ. Thôi kỳ hả? Anh biết đâu đó. Mua nhức gan rồi không mua thuốc uống uống vô chứ để nhức gì sao nổi. Mua không chịu uống, bỏ lên bỏ xuống hoài. Đem nhổ đi. Nhổ tiền đâu mà nhổ. Cả triệu bạc, hai ba triệu bạc. Nhức mà ghi đầu xuống luôn kìa. Lâu lâu nó ăn cái nó nhớ. Không rửa hồ lấy gì ăn Dũng? Đá rửa cho dễ vậy. Nay rửa anh rửa hả? Bả chờ bả về bả rửa. Gì? Chờ bả về bả rửa. Chờ bà vợ về rửa hả? Bà vợ chị Huệ ha. Chị Huệ về rửa. Sao mà anh không rửa mà chờ vợ anh chị rửa nữa? Bả đi giặt đồ vậy ngày được nhiêu? 20 ngàn bà. 20 ngàn. Anh biết giặt đồ không? Biết rồi không? Còn bé giặt đồ đêm ba kia tôi giặt kìa ông nội. Còn bé này làm gì kì vậy? Anh biết đâu nó biết không? Cái gục đầu ngoài nè. Không nói nó kêu bị gì. Nhức răng. Vậy thắm. Thắm cái gì ạ? Có nhức răng nữa không? Hả?
Cái gì hả? Dữ lộn ra buồn nè, đục đầu bà nội cha đó. Trời ơi, kỳ đó. Kỳ á, cặp mắt thì sao rồi, nghe anh Dũng anh hỏi được coi. Cái gì hả? Dữ trời. Ở đời không? Cái gì hả? Cái gì hả lắm? Không. Cái gì hả trời? Cái gì hả? Cũng cái gì hả? Khóc ngồi ôi. Dạ giờ ạ. Khóc. Khóc. Trời ơi, cũng đâu xỉu tới nữa rồi chứ. Khóc mà làm thấy ớt nè. Chắc có buồn nữa ông ơi. Buồn chứ gì rồi. Chữ từ giờ chứ lộn á. Thôi đừng, anh đừng la nữa, la bé nó buồn. Đừng nghĩ nó coi. Đại đi. Thì đừng chữ nữa. Thôi để cho bé nó. Nó thấy anh với chị cô cha với. Đuổi nó, bả nó không chịu á. Vậy hả? Ừ. Ờ vậy thôi anh đừng có đuổi nữa. Ai đuổi? Tôi á. Anh đừng đuổi, bà chị sống với ghe, cô sống với ghe thì sống. Nè. Cho tiền đi mua kẹo, bánh gì đi. Đi mua đây, bánh ăn đây. Chị mua bánh ăn kìa. Nè mấy chú cho nè, con đi mua bánh ra đi. Nè. Đưa nó tích thôi, đủ mua bánh ăn thôi, mua đồ ăn thôi. Đưa nó chi một cái đống thôi chị. Này hôm nay có bà gì vợ tới thăm. Mà vợ tới mà trời ghê lộn. Mấy đâu mất tiêu luôn ra, không lên ra. Ê. Đợi ông hoài mà ông không thấy. Ê. Chị với thằng Thơ chứ. Quen ha. Ờ quen á. Có số điện không? Có. Bữa nay mất đi. Ổng rồi cha. Được rồi. Vô định tiếng Anh nè. Bữa nay mất đi lái xe rồi. Cái gì? Bữa nay mất đi lái xe rồi. Lái xe gì ông nội? Đi học lái xe. Ờ. Thì ông lên tôi dẫn vô định tiếng Anh ổng không biết. Sao mà ngồi gục đầu à?